đấy là cái bắp. Popcorn, popcorn là bắp nướng, nhưng mà từ từ bắp là mình không có biết từ gì cả. Pop. Cube, cube. Đây, và một tủ thịt gà. Và cái sở thịt hơi lạ người là bộ đống là phèn kem đó nghe. Mình thích loại kem này, loại này là một hộp có 6.000 won. Đây là The Silent. Cái loại này rất là ngon, rất là béo. Mình ăn gần hết rồi và mua hôm trước là 2 hộp. Bây giờ hộp thứ 2 là còn trên đây ạ. Rất là ngon, mọi người có khi mà sang đây thì ăn thử nhé. Mình mua về gửi dê Việt Nam nên là đó là một cái suy nghĩ dân đồ. Đây, kiểu này rất là thơm. Và trong này có hai loại màu vàng và một loại màu trắng như thế này. Trắng là sữa, vàng thì là bỏ gì thì mình không có biết. Mời nha. Mùa hè ăn không ngon bằng mùa đông. Chào mọi người nha. Hiện tại Busan đang là 3 độ C. Nhưng mà buồn một điều là không có tuyết. Mình thì rất là thích tuyết. Sống Busan là một cái sự lựa chọn mà thuộc dạng nói là ngớ ngẩn nhất. Nhiều người sang Hàn đều ghét tuyết nhưng mà bản thân mình thì rất là thích. Nuni chua. Mình vừa mới đi siêu về. Và một ngày làm việc khá là thoải mái. Vì đi làm việc ở xưởng Hàn Quốc mà mọi người không có thầy giám đốc, không có thầy quản lý, thì cái tâm lý làm việc của mình lúc nào cũng thích cả. Không bị gò bó, không bị dòm ngó. Rồi hay là mình vươn vai, mình ngồi, mình nghỉ ngơi gì vẫn được, thoải mái. Còn khi có quản lý, mình phải làm việc cẩn thận hơn, nhanh hơn. Rồi nói chung là mọi việc buộc phải làm đẹp trước mắt họ. Không thôi là bị xăm soi, bị ghét. Mà khi mà bạn bị ghét rồi thì cái việc mà bạn xin nghỉ vào những cái dịp Tết hay là cái lễ gì đó mà mình muốn về Việt Nam chẳng hạn thì rất là khó. Nên việc mà bạn muốn sống gọi là một cái cách thuận lợi của Hàn Quốc thì phải làm cho bản thân mình đẹp trong mắt người Hàn. Chia sẻ một chút nữa là hiện tại cái tình hình dịch ở Hàn Quốc nó trở lại khá là căng thẳng. Vừa rồi mình có đọc cái bài báo, nó báo 2 ngày liên tục là hơn 500 ca nhiễm, là vào khoảng hơn 500 ca một ngày. Tuần trước thì chỉ có là 300 ca thôi. Nên là mình cứ thấy nó cái tình trạng như thế này thì càng ngày càng tăng. Và cứ nghĩ là mùa đông năm trước, bây giờ mình qua Hàn gần một năm rồi này, mà cái đợt mùa đông năm trước là cái dịch nó bùng, thì bây giờ đã là một năm rồi mà dịch vẫn chưa chấm dứt, thì không biết khi nào mới có cái lịch nhập cảnh cho mọi người nữa. Ngoài trời nói chung là lần đấy là mình phải vào phòng. Và những cái tình trạng dịch corona nó diễn biến như thế này thì e rằng là cuối năm nay sẽ không có một cái đợt nhập cảnh nào cả. Và vừa rồi trên những cái fanpage nó có đưa một cái thông tin là cái chuyến bay thương mại đưa người từ Hàn Quốc về Việt Nam, trên chuyến bay đó có 3 người nhiễm corona, 2 người Việt và 1 người Hàn Quốc. Thì cái thông tin này thì mình chưa biết là có chính xác hay không, nhưng mà theo những cái fanpage Hàn Quốc này nó đưa là như vậy. Nên trong cái thời gian này thì e rằng là chắc là nhiều người sẽ phải sốt ruột. Và nếu như cái tình trạng không nhập cảnh được kéo dài như vậy thì có thể một số người sẽ bị hủy hợp đồng. Bởi vì những cái chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đang rất là cần những cái lao động làm việc cho họ. Có thể họ đợi nửa năm được, nhưng mà nếu như mà thời gian nó chờ đợi nó kéo dài hơn một năm
thì chắc chắn là không ai đợi nổi cả, bởi vì cái tiến độ làm việc của công ty nó phải liên tục như vậy. Nên thời gian sắp tới thì mình nghĩ rằng chắc chắn là nhiều người sẽ bị hủy hợp đồng. Nhưng mà đó là cái dự đoán thôi, hy vọng nó sẽ không có xảy ra. Và hiện tại thì cái vaccine nó vẫn chưa có nữa, nên rất là lo lắng cái điều này. Ngay cả bây giờ mình cũng không có dám đi chơi luôn. Cái dịch nó bùng ra mà đến nỗi thủ đô Seoul phải ra cái quyết định là cách ly để cái mức độ cao nhất, nó cấm tụ tập. Đấy. Cái thời gian đợt trước mà mùa hè chuẩn bị tới thì cái dịch ở Hàn Quốc nó dường như là có một cái tín hiệu mừng là không có ca nhiễm nữa, nhưng mà chỉ có được 3 ngày thôi à. Và hiện tại ở Hàn Quốc thì cũng rất là nhiều cái đoàn biểu tình. Chính những cái đoàn biểu tình như vậy nó gây cho cái căn bệnh này nó lây lan rất là nhanh, như mọi người biết đấy. Thì ở Hàn Quốc nó khác Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình mà nói là bây giờ cách ly toàn xã hội, là buộc toàn bộ những cái gia đình, bất kể ai cũng không được ra khỏi nhà hay ra khỏi khu vực. Và cái việc mà gì nhỉ, đợt trước mà thằng em của mình ở Đà Nẵng mà ngoài nhà mình muốn gửi đồ ăn vào đấy, thì xe từ Quảng Trị sẽ chạy vào đèo Hải Vân và xe từ trong Đà Nẵng chạy lên đèo Hải Vân lấy và mang vào, chứ xe Quảng Trị không được vào trực tiếp thành phố Đà Nẵng. Đó là cái biện pháp mà tối ưu nhất để triệt để cái con virus này. Nhưng mà ở Hàn Quốc nó khác, nó là một cái thế giới tư bản, nó có quyền tự do, anh thích đi đây thì đi, tôi đi đây tôi đi. Mình chỉ cần tuân thủ luật cách ly và đeo khẩu trang là được. Nhưng mà bên này nói thật nha, ở những cái nơi công cộng và những cái nơi mà thành phố lớn thì người ta sẽ tuân thủ, bởi vì nếu như không tuân thủ sẽ bị camera ghi lại và nộp tiền phạt. Còn ở cái vùng mà ven ven ngoài ô chẳng hạn thì cái điều đó nó dường như là không xảy ra, nên là đi đường thì đa số ai cũng đeo ở trên miệng rồi mở xuống. Qua một cái nơi nào đó mà đông người như siêu thị chẳng hạn thì người ta bỏ lên đấy. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, và đi làm ở trong xưởng thì rất là ít người đeo khẩu trang. Nhưng mà may mắn rằng là cái vùng Busan này nó rất là ít dịch, nó chỉ lạc đạc có vài người thôi. Năm ngoái thì dịch nó bùng tại Daegu, nhưng mà hiện tại Daegu không phải là trung tâm nữa mà chỉ là thủ đô Seoul. Nên làm cái clip này để thông báo cho mọi người như vậy, để sắp tới chuẩn bị Tết nửa lại về rồi, và cái thời gian mình sang Hàn cũng nó bắt đầu thêm một cái Tết xa nhà nữa. Nên là chúc mọi người có một cái buổi cuối tuần vui vẻ, và chúc cho những ai mà đang trông ngóng cái kỳ nhập cảnh thì sớm nhất thì đầu năm 2021 sẽ có cái đợt nhập cảnh. Rồi những cái bạn mà đang ôn luyện thì phải ôn luyện thật chắc chắn, kỹ càng, phải đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra, đó là sản xuất chế tạo. Nữ cũng vậy, đừng có nghe những cái thông tin mà nữ thì nên đi nông nghiệp thì một sai lầm. Có nhiều người nói là công nghiệp nó lâu tròn, nhưng mà theo như bản thân mình nghĩ thôi, hay là các bạn có thể từ suy luận này, như một cái người nữ chẳng hạn thì không thể làm cái việc đồng áng giỏi bằng nam giới được, nên đa phần những cái bạn trai mà đi nông nghiệp thì rất là được người ta ưa chuộng và tuyển chọn nhiều. Còn đối với bản thân nữ thì đa số là đứng mãi CNC. Như mà mình nói đấy, những cái người bạn của mình cũng vậy, đăng ký cái đơn dệt. Con gái trong lớp là chỉ có một cô đăng ký dệt thôi, thì cô ấy may mắn là được chọn. Hay là những cái người bạn của mình đăng ký CNC, đừng mãi. Các bạn đừng lầm tưởng rằng là CNC chỉ có nam. Thực ra công ty của mình ngày trước thì người đứng máy CNC đều là nữ, và rất là nhiều nữ của Việt Nam chứ không phải nữ khác. Và sau đó là cái áp lực công việc nó quá cao thì những người này chuyển đi, thì bây giờ người ta không tuyển nữ nữa mà tuyển nam thôi. Nên cái việc đầu tiên khi mà bạn viết hồ sơ chẳng hạn thì mình nên là ghi cái ngành mà người ta tuyển chọn nhiều, chứ không phải là cái ngành mình thích. Sau khi bạn sang Hàn được rồi thì bạn có thể chọn cái ngành mà mình thích rồi mình chuyển công ty.
Và hiện tại bởi vì do cái dịch corona nên là Bộ Lao động đã ra một cái luật rất là hay, đó là bạn có thể đăng ký chuyển xưởng ngay trên cái website, cái app của Bộ Lao động cung cấp. Bạn không cần phải lên trực tiếp Bộ Lao động để mà trình bày lý do nhờ Bộ Lao động can thiệp, mà mình chỉ cần ngồi ở nhà và viết cái lý do là như thế này thế kia gửi lên, rồi có người sẽ điền về công ty và sẽ giải trình, sau đó là quyết định cho bạn chuyển xưởng. Càng ngày thì mình thấy Bộ Lao động Hàn Quốc nó có những cái điều luật mà làm thuận lợi cho cái người lao động ngoại quốc hơn. Bởi vì khi mà chúng ta đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thì có một cái điều nó khác với Nhật Bản là mình không có được chọn cái công việc và chọn cái công ty. Đây là một cái điều bất lợi mà người ta chỉ cho phép mình có ba cái quyền chuyển đổi công ty trong vòng 3 năm, thì rất là khó khăn cho những người người mà chưa rành tiếng chẳng hạn, khi mà muốn chuyển xưởng thì rất là khó. Và khi mà cho mình lựa chọn cái công việc và cái công ty mà mình yêu thích thì chắc chắn là mình sẽ làm việc nó hăng hái hơn, nó thoải mái với tinh thần hơn. Còn con người mình mà bị tinh thần đè nặng rồi thêm một công việc vất vả nữa thì chắc chắn là không ai trụ nổi một cái thời gian mà 3 năm đến 4 năm ở Hàn Quốc cả, đúng không? Nên là từ bây giờ mình khuyên mọi người là nên tập trung cái việc học tiếng Hàn cho thật giỏi. Bởi vì sáng mai này mình nhận định rằng là khi mà có tiếng Hàn giỏi thì chắc chắn cái công việc của bạn sẽ thuận lợi hơn. Mình giao tiếp tốt với người Hàn thì sẽ có nhiều cái ưu đãi, những cái gọi là những cái ưu ái dành cho những cái người mà giỏi tiếng, và cái công việc dành cho những người giỏi tiếng sẽ là nhẹ nhàng hơn những người không biết tiếng. Thì chắc chắn là những cái người không biết tiếng thì làm việc tay chân nhiều hơn rồi, đúng không? Thôi, cuối tuần tạm như vậy đã. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.